mọi người ạ. Xin chào chị Nhung Hoàng này, chào chị Đăng và Thùy Năng, Nguyễn, tất cả mọi người nhé. Hello các chị, tất cả mọi người nha. Xin chào mọi người. Mọi người hôm nay sẽ share cho mọi người toàn bộ có một ít sơ mi trắng này, sơ mi van và chân váy van và áo phông mọi người nhé. Hôm nay sẽ tập cẩm luôn ạ. Giá chỉ 50.000 thôi mọi người ơi. Mọi người vào xem live ủng hộ em nha. Hello các chị, chào mọi người. Mọi người thấy em, mọi người có một tương tác cho em đi ạ. Hello mọi người nhé. Chị nha. Mọi người thấy em, ai thấy em mọi người comment tương tác cho em đi ạ. Chào tất cả mọi người. Hello các chị. Ai thấy em mọi người comment cho em, cho em biết mọi người đang xem mọi người nhá. Hello các chị nha. Hôm nay sẽ sale cho mọi người này, có áo phông có áo phông trắng nhá, chân váy van này, sơ mi van và cả sơ mi trắng nữa. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị lên sản phẩm đấy, mọi người đã sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng thì comment cho em đi ạ. Vâng ạ, mọi người đã chuẩn bị lên sản phẩm đấy ạ. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Ai sẵn sàng thì comment sẵn sàng cho em nha. Mọi người có một tương tác tránh bản comment mọi người nhá. Hello mọi người có muốn cho em đi ạ. Có không em không biết gì luôn. Mọi người sẽ lên luôn nhá. Chúc đầu lên đi ạ. Em đầu tiên cực kỳ xinh, cực kỳ tiểu thư cho em nhẹ nhàng nhá. Em này là thoải mái, size S cho em, chuẩn S mọi người nhá. Em này thoải mái này, 44-48 mà làm mà đẹp cho em cho crop top mọi người nhá. Em này size S ạ, chuẩn 4, size S cho em, 44-48 cân mặc xinh, giá crop top ạ. Em này 60.000 này, chốt cho em mã 317 mọi người nhá. Mã 317 cho em, 80.000 size S, 44-48 cân, chốt cho em mã 317 nhá, 60.000, chốt cho em mã 317 ạ. Tiếp mà em size L cho em ạ, em này thoải mái 55-60 cân mặc cho em mọi người nhá, 55-60 cân mặc xinh, em này size L, 60.000 thôi ạ. Size L 55-60 cân, cho em mã 292-60.000 này. Mã 292 cho em. Size L ạ, mã 292. Tiếp ạ, một em size M cho em, một sơ mi nhóc theo hoa toàn bộ này. Đó, cực kỳ xinh luôn. Size S M nhỏ cho em, 48-53 cân ạ. S M nhỏ này, 48-53 cân mà đẹp, 60.000. Cho em mã 157. Mã 157 nhá, 60.000. Mã 157 cho em. Đây ạ, tiếp em dáng áo và cực kỳ xinh. Điệu đà nhẹ nhàng luôn cho em, size S nha mọi người ơi, 42-48 mặt đẹp cho em này. Áo váy cực xinh thắt eo nhẹ nhàng ạ, 42-48 các mặt đẹp, cho em mã 192 nhá. Mã 192 cho em 60.000 này. Mã 192 60.000. Tiếp em gọi tiếp theo ạ. Cực kỳ xinh cho các chị luôn ạ. Đây ạ, theo toàn bộ luôn cho em mọi người nhá. Em này thoải mái size M, 50-55 cân mặt đẹp cho em ạ. 50-55 cân mặt đẹp, cho em mã 160 60.000. Mã 160 cho em nhá, 60.000 này. Của em size S ạ. Hoa theo rất là nhẹ nhàng cho em, mọi người nhìn rõ, rất là xinh mọi người nhá. Chuẩn S luôn cho em, 45-48 cân ạ. 45-48 cân mà đẹp, cho em mã 128 nhá, 60.000. Mã 128 cho em ạ. Xin chào chị Nguyễn Thành Huyền nhá. Xin chào chị Nguyễn Thành Huyền. Tiếp mà em size lách ạ. Của em size M cho em tiếp mọi người. Cực kỳ xinh nhá, sơ mi trắng này. Vai phối lưới cho em cực kỳ nhẹ nhàng và thoáng mát nhá. Em này size M và đẹp cho em 50-56 cân mà đẹp ạ. 50-56 cân mặc xinh. Cho em mã 165 nhá, 60.000 ạ. Mã 165 giúp em, 60.000 cho em mã 165 nhá. Đây ạ, của em sơ mi van này. Cực kỳ xinh, sơ mi van hoa size M cho em người nhá. 50-56 cân mà đẹp cho em ạ. 50-56 cân mặc xinh, em này 50.000 thôi. Tay loe cực kỳ tiểu thư ạ. 50-56 cân, cho em mã 679 nhá. Mã 679 cho em 50.000. Cho em mã 679 đấy. Tiếp em sơ mi hoa size L cho em ạ. 55-60 cân mà đẹp cho em mọi người nhá. 55-60 cân mà xinh size L 50.000 thôi. Đây ạ, tay loe cực kỳ điệu đà nhá. Cho em mã 340 ạ. Mã 340 cho em nhá, 50.000 thôi. Cho em mã 340 ạ.
thôi. Cho em mã 06 á, mã 06 cho em 50.000 nhá. Cho em mã 06 á. Ấy bố các bạn ơi, em siêu phẩm cực kỳ xinh cho em này. Áo phối cho em mọi người nhá, em áo phối cho em này, giả kiểu bẹp ba cực kỳ xinh điệu đà cho em ạ. À. Em này chuẩn size M cho em mọi người nhá. 48 55 cân mặt đẹp cho em này, 48 55 cân mặt xinh. Em này 60.000. Cho em mã 229 ạ. Mã 229 cho em mọi người ơi, nhanh tay nào, 60.000 thôi, mã 229 cho em nhá, size M. Cho em mã 229 này. 60.000. Tiếp mà em áo sơ mi trắng cực kỳ xinh nhẹ nhàng cho em này mọi người. Tay nhá, tay khoét vai luôn cho em rất xinh này, em này size M đã. Tiếp mà em size M cho em nhá, 50 55 cân mặc đẹp cho em chuẩn M luôn ạ. 50 55 cân mặc xinh. 60.000 cho em mã 293. Mã 293 cho em nhá, 60.000. Cho em mã 293. Em bọn em hàng hiệu của Uniqlo cho em ạ. Bọn em hàng hiệu nhá mọi người, Uniqlo mọi người nhá. Dành cho chị nào sang chuẩn M luôn cho em ạ. 50 là sự cân mặt đẹp cho em mọi người nhá. 50 56 cân mặc xinh. Em này 60.000. Cho em mã 665 ạ. Mã 665 cho em nhá, 60.000. Cho em mã 665 ạ. Rồi hôm nay em có sale cả sơ mi vai lại áo phông và chân váy, xem thì comment cho em mọi người nhá. Tiếp mà em dáng váy cực kỳ xinh điệu đà cho em mọi người, dáng váy nhá. Mọi em dáng váy cho em này thoải mái size ML cho em ạ. 52 57 cân mặt đẹp mọi người nhá, 52 57 cân mặt đẹp. Cho em mã 652, 60.000 thôi. Cho em mã 652 nhá, 60.000 này. Cho em mã 652. Đâu có khổ không em? Đâu có khổ à? Đã tìm em tìm không? Đâu là chị Thiên Bình. Đâu có khổ à? Đâu có để tìm nữa, như có 1-2 mẫu để em xíu nhá. Đây em này, sơ mi vai cho em, sơ mi hoa mặc được cho em hai dáng á, bệt vai hoặc là cổ tròn người nhá, dáng crop top luôn cho em. Cái này size SM nhỏ cho em này, 45-50 cân mặc xinh chị ơi. Mua 1 được 2 nhá, 1 được 2 giá luôn cho em này. 50.000 thôi, cho em mã 37 ạ. Mã 37 50.000, 45-50 cân nhá. Cho em mã 37 ạ. Mã 37 cho em. 665 cho chị An An. Tiếp em này dáng kiểu sơ mi nhỏ, nó giả hàm giống kiểu cà vạt cho em người nhá. Cái này size S cho em ạ. Mấy size S mọi người nhá. 44-48 cân mặt đẹp cho em này. 44-48 cân mặt xinh. Em này 60.000 thôi, cho em mã 171 nhá. Mã 171 cho em, chị cũng không thích cái thể phố cho em thành nơ cũng được mọi người nhá. Mặc được cho em hai kiểu luôn ạ. Cà vạt hoặc là làm nơ đều ok nhá. 60.000 cho em mã 171 này. Mã 171 cho em nhá, 60.000 thôi. 37 cho chị Đỗ Hương. Em tiếp theo crop top mọi người, tay phối cho em nhá. Tay phối ren này rất là xinh và điệu đà luôn cho em, mặc được hai kiểu luôn ạ. Cổ tròn bé ba mọi người nhá. Dành cho chị nào size SM cho em mọi người, 4652 cho mà đẹp cho em nhá. Bốn sáu năm hai cân ạ, cho em mã 116, 60.000 thôi. Mã 116 cho em nhé mọi người nhá. Mã 116 này. Tiếp mà em dáng áo dáng dài cho em mọi người, dấu quần nhá. Thoải mái size M cho em. Màu giữa thì Thiên Bình. Dấu quần ạ, size M cho em nhé, cực kỳ cá tính này. 50 là số cân mặt đẹp cho em mọi người nhá. 50, 56 cân mặc xinh. 60.000 cho em mã 6, mã 561 này. Mã 561 cho em nhé, 60.000. Mọi người bỏ mắt lên, cứ để cả mắt lên. Tiếp em áo ạ, theo cho em người cực kỳ xinh này, siêu phẩm cho em mọi người. Theo toàn bộ mọi người nhá, dành cho chị nào size M cho em này. 4852 cân mặc đẹp cho em mọi người nhá, size M đây ạ. 4852 cân mặc xinh. Cho em mã 54, mã 54 60.000 nhá. Mã 54 cho em này. 56 chị Nguyễn Nguyễn. Đây ạ, tiếp em cực kỳ xinh cho em, tay loen, tiểu thư cực kỳ điệu đà mọi người nhá. Em này thoải mái size M đi cho em, cực kỳ xinh và điệu đà đấy ạ. Size M mọi người ơi, nhanh tay em cực điệu đà có 102 nhá. Dành cho chị nào size chuẩn M cho em 4853 cân ạ. Size M nhá. Cho em mã 628 này, 50.000. Mã 628 cho em mọi người, nhanh tay mã 628 50.000 nhá. Ủa em này xinh quá mọi người. Đẹp quá cho em hai lớp nhá, bên trong có lớp bên trong lót cực kỳ xinh này. Không sợ lộ đâu ạ. Cái này size M đi cho em thì ơi, 50 là sợi mặt đẹp mọi người nhá. 50 56 cân mặc xinh size M tay lửng ạ. Cho em mã 209 nhá, 60.000. Mã 209 cho em nhá, 60.000 mã 209 đây.
được thì để bạn ấy like, bạn ấy có kinh nghiệm like rồi đó. Em sẽ mới ba cho em một cái sáng hơi baby đôi nhẹ hàng của nhà em ấy, yên tâm. Sáng baby đôi nhẹ hàng của chị rồi. Hồng Vượng. Baby đôi nhá, size màu cho em đây để gần cho mọi xem này. Ít hoa cực kỳ xinh luôn này. Đó, đó baby đôi mọi người nhá. Size màu là màu đẹp cho em. 48 đến 54 ạ, size màu nhá. 48 54 cân mặc xinh. 29 ạ. Cho cho em mã 282 50.000 mọi người ơi, mã 282 giúp em nhá, 50.000. Cho cho em mã 282 nha. Ủa cái này xinh các bạn ơi. Số size này ạ. Dập ly toàn bộ thân dưới, toàn bộ thân cho em cực kỳ đẹp, con cho em hoa nhí mọi người nhá. Hoa nhí dập ly toàn bộ luôn cho em ạ. Cái này size S nhá mọi người, 44-48 cân mặt đẹp ạ. 44-48 cân mặc xinh. Em này 50.000 cho em mã 608 nhá. Mã 608 cho em này, 50.000. Mã 608 này của em sơ mi qua. Trời ơi các bạn ơi, cổ điệu chưa này, cổ bè nhá mọi người, cổ V cho em cực kỳ xinh và điệu đà luôn cho em. 48-53 cân ạ, size M nhỏ cho em nhá. Cho em mã 305 48-53 cân. Mã 305 giúp em này, 50.000 thôi. Mã 305 tiếp bạn của em. Size M đi cho em, với size M nhá. Thoải mái, 50-56 cân mặt đẹp cho em này. Size M ạ, dạng áo váy xòe, mọi suông, xe pin đều được mọi người nhá. 50-56 cân mặt xinh. Em này 60.000, chốt cho em mã 615. Mã 615, 60.000 nhá. Mã 615 giúp em. Tiếp với em áo kiểu ạ. Áo kiểu rớt vai giúp em mọi người. Áo kiểu rớt vai nhá, dành cho chị nào size SM cho em 45-50 cân ạ. Size SM rớt vai 45-50 cân, chốt cho em mã 650 này, 60.000 nhá. Mã 650 nhá, 60.000. Em tiếp theo, trời ơi, mọi người xuất size này luôn là cực kỳ xinh cho em nhá. Đằng sau này, phối lứa cực kỳ kháng mắt, rất là đẹp luôn cho em đó mọi người. Cái này size M tiếp cho em ạ, 45-50 cân, SM nhỏ cho em người nhá. 45-50 cân mặc xinh, chốt cho em mã 213, 60.000 này. Mã 213 giúp em nhá. 60.000 cho em mã 213. 608 chị Thiên Bình. Thế bảo với em hàng hiệu của Miso mọi người ơi. 305 cho chị Giang Nguyên. Hàng hiệu của Miso giúp em nha mọi người. Em này size M nhá, 48-53 cân là màu đẹp cho em này. Mọi người mặc suông dấu quần cũng được, hoặc là màu sơ mi đều được mọi người nhá. Cổ tim nhẹ nhàng luôn cho em. 48-53 cân là đẹp ạ. Em này 60.000 cho em mã 61 này. 213 chị Lina Bình. Mã 61 giúp em, 60.000 mọi người, nhanh tay chút không có hạn đâu nha. Tiếp với em màu, nó là màu be mọi người, màu be cho em chuẩn S luôn ạ. Em này thoải mái, 42-48 cân làm mà đẹp cho em mọi người nhá. Màu be, công sở ạ, cổ tim dập ly toàn bộ cổ cho người xem là đói, đẹp lắm mọi người. Size cho em mọi người nhá, 42-48 cân mặc xinh. Em này 50.000 thôi, chốt cho em mã 511 này. Mã 511 cho em 50.000 nhá, chốt cho em mã 511 ạ. Tiếp em hỏi ít chấm bi cho em mọi người, em này size M, nhẹ nhàng vẫn xinh nhá. Size M cho em này, 48-54 cân ạ. 48-54 cân mặc xinh, chốt cho em mã 15, 50.000 thôi ạ. Mã 15 giúp em người. 61 cho chị Lucky Vũ. 50.000 nha. Trời ơi, xinh quá mọi người. Đây ạ, đục lỗ cho em ấy mang rất là thoáng mắt, mặc cực kỳ xinh nhá. Đạo điểm nhấn nhẹ nhàng các chị luôn ạ. 45-50 cân, size SM nhỏ cho em này. 45-50 cân mặc xinh nhá mọi người, cổ tim cực kỳ xinh mà tôn dáng các chị luôn ạ. Chốt cho em mã 172. 172 60.000 nhá. Chốt cho em mã 172 nha. Ôi chị ơi, này có siêu phẩm của em, xuất sắc ạ. Đỉnh lắm mọi người, mọi người nhìn này. Xuất sắc chưa ạ, đẹp lắm nhá. Phố đen nhẹ nhàng và điệu đà không hề lộ luôn cho em. Mặc được hai kiểu luôn ạ, cổ trò bẹt vai mọi người nhá. Size S cho em thôi, 42-48 cân mặc xinh. S nhá mọi người nhá, 42-48 cân. 60.000 cho em mã 567 ạ. 567 nhá, 60.000 cho em mã 567 giúp em. Của em dáng váy nhá mọi người. Em này dáng váy cho em cực kỳ xinh này, váy sơ mi trắng luôn ạ. Em này thoải mái nha chị. Cindy Phương. Ê, có kèm đa trên eo chị nhớ có thể gọi thành dáng xòe luôn cho em mọi người nhá. Size M đấy ạ. Một em dáng váy size M cho em cánh dơ nhẹ nhàng. Em này 50-56 cân là mà đẹp cho em nhá. Tay bồng này. Đấy, size L. Size M L 50-56 cân. Chốt cho em mã 796 nhá, 60.000 thôi. Chốt cho em mã 796 này, dáng váy sơ mi nhá. Mã 796 cho em nha. Tiếp mà em sơ mi trắng cái này size M cho em tiếp này mọi người. Size M nhá, 50-56 cân là màu đẹp cho em này. 60.000 cho em mã 242. 50-56 cân mã 242 cho em nhá. 60.000 cho em mã 242 nha. Đây là chị nào thích mát mẻ để cho em dáng này mọi người ơi, xinh chưa? Hàng thiết kế cho em mọi người, nó là phết ba hàng thiết kế nhá, cực kỳ xinh này. Sắp nách mặc siêu mát mẻ kéo khóa luôn cho em ạ. Dáng váy nhá mọi người, hàng thiết kế đấy ạ. Sẽ eo cho em là cực kỳ sang chảnh luôn ạ. Size S thôi mọi người nhá, chị nào ưu tiên thì là size S cho em thôi. 42-48 là mà đẹp nhá mọi người nhá. 42-48 cân mặc xinh, chốt cho em mã 581 này, rất là
em sơ mi ạ. Rất là điệu đà cho em có thể không ạ? Tay nhá, bồng nhẹ nhàng này, tay bồng thắt nơ cho em rất là điệu luôn ạ. Thắt nơ cho em mọi người nhá. Sẽ thôi, em này 44 đến 48 vẫn là mặt đẹp cho em ạ. 44 đến 48 cân mặt xinh, dáng tiểu thư, tay bồng nhẹ nhàng. 242 chị Giang Nguyên, 60.000 cho em mã 643. 643 cho em nhá, 60.000 này. Cho em mã 643. Đây mọi người. Sao sắp được áo của chị Ham Vivu. Em theo chị ơi, có một shop em sơ mi theo cho em thì rất là hiếm và đắt tiền mọi người nhá. Theo tay toàn bộ cho em mọi người này, rất là sắc nét luôn ạ. Cái này mọi người size M cho em nhá, dáng áo váy xòe nhẹ nhàng mọi người thấy rõ ạ, rất là xinh, dáng nó siêu điệu đà luôn nhá. 45 đến 50 cân. Em này 60.000 cho em mã 514 nhá. Mã 514 cho em này, 60.000. Mã 514 nha. Mã 514 cho em ạ. Của em sơ mi đen ạ, basic cũng đơn giản thôi mọi người. Đây ạ, đẹp rất đẹp cho em size L nhá. Sơ mi brand màu đen size L cho em của 72 cũng sang chảnh này. Size 514 cho chị Lucky Vũ. Size L cho em nhá mọi người, 55-62 cân. Cho em mã 340 màu đen nhá, của dáng cổ 2m cũng sang chảnh luôn ạ. Cho em mã 340 50.000 thôi. Mã 340 cho em nhá, 50.000. Mã 340 này. Rồi, không sợ tiếp ạ. Rất là xinh mọi người nhìn rõ và dáng sửa cho em nhá, tay phối water này. Đấy, rất là đẹp luôn cho em, chuẩn S thôi ạ. 4248 vẫn là màu đen mọi người, màu đen nhá, công sở 4248 cân mặc xinh. Cho em mã 23 50.000 thôi. Mã 23 cho em ạ. Mã 23 50.000 nhá. Tiếp em màu đỏ đô mọi người, màu đỏ đô lên cho em này, xinh chưa? 45-50 cân ạ. Màu đỏ đô mọi người nhá, 45-50 cân mặc đẹp. Cho em mã 812, 812 50.000 nhá. Cho em mã 812 nha. Của em chất phi lụa cực kỳ sang, đẹp ạ. Xinh lắm mọi người, màu xanh nhá, cực kỳ nhẹ nhàng luôn cho em. Size M 45 đến 50 cân. 340 cho chị Giang Nguyên. Mã 221 cho em này 50.000 nhá. Có cho em mã 221 là 50.000. Chị Giang Nguyên đi bao nhiêu địa chỉ ạ? Mã 221 cho em nha, 50.000 thôi. Tiếp mà em màu 23 chị Nguyễn Thụy Giang Nguyên. Trời ơi, em màu xanh này là xinh xuất sắc mọi người, em này tỉnh lắm này. Dáng không sợ đi cho em một chiếc water nhá, nhẹ của thế bạn rất là nhẹ và bay luôn cho em. 45 đến 50 cân ạ. Size M cho em chị ơi, màu xanh cổ vịt nhá. 45 đến 50 cân mặc xinh. Điệu đà nhẹ nhàng water siêu mềm mát. Em này 50.000 thôi. Cho em mã 20 nhá. Mã 20 giúp em. 20 chị Nguyễn Thụy Giao Nguyên. 20 50.000 này. Cho em mã 20 ạ. Và em màu đỏ tía nhá mọi người ơi. Size M tiếp cho em 4855 cân là mặt đẹp này. Size M nhá. 4855 cân mặc xinh. Em này 50.000 cho em mã 310. Mã 310 giúp em. 50.000 không cho em mã 310 nha. Trời ơi. 20 chị Thanh Thanh. Xuất sắc em này mọi người, dáng áo váy cho em này có dây chiếc eo mọi người nhá, rất là xinh, mặc như váy nó cũng được ạ, rất là điệu đà nhẹ nhàng này. 45-52 cân cho em, SM nhỏ mọi người nhá, 45-52 cân mặc xinh. Em này 60.000 cho em mã 731 ạ, điệu lắm mọi người, xuất sắc, mặc chiếc eo cho em nhá, mã 731 này 60.000 cho em mã 731 ạ. Trời ơi mọi người, em này chị nào không sở lấy em này mọi người, xinh xuất sắc cho em cổ tim nhá, tay bồng ạ, rất là điệu đà cho chị luôn. Xé nha mọi người, 4248 vẫn là mặt đẹp ạ. 4248 cân mặc xinh, em này 50.000 thôi. Cho em mã 311 nhá. Mã 311 cho em 50.000 này. Cho em mã 311 ạ. Đây ạ. Sơ mi trắng tiếp cho em bằng voan nhá. Voan rất là nhẹ và mát luôn cho các chị đây ạ. 48 đến 53 cân ạ. Size M cho em mọi người. Cổ nhá, cổ tim bèo nhẹ nhàng luôn cho em, tay cổ rất là mát. 48-54 cân. Cho em mã 210 50.000 này. Mã 210 giúp em nhá. 50.000 thôi. Cho em mã 210. Đây ạ, chị nào thích sang chảnh thì lấy em này cho em mọi người, cổ tiểu đoàn bộ đoàn nhũ này. Đấy, rất là sang mọi người, đẹp rất đẹp lắm mọi người. Size cho em này 4248 cân mặc xinh nhá, màu kem các chị ơi, màu kem cho em nhá, ảnh nhũ. 4248 cân em này 50.000 thôi, tay bồng nhẹ nhàng này. Cho em mã 298 nhá. Màu không có chị Hồng Vượng. Mã 298 cho em chuẩn S, chị ơi, mặc này sang chảnh lắm, mặc xúc rồi, đẹp thôi rồi luôn. Mã 298 cho em nhá, 50.000 thôi mọi người. Mã 298 50.000. Đây ạ. Ủa, xinh quá chị ơi, xuất sang này nhá, sơ mi hoa nhí á. Đẹp lắm mọi người, không bao giờ hết hot mọi người nhá. Tay lửng loe điệu đà luôn cho em, 45-50 cân, rất là xinh ạ. Cổ thắt nơ cho em mọi người nhá. Đây, dây thắt nơ này, 45-50 cân mặc xinh. Em này 50.000 thôi, cho em mã 190 nhá. Mã 190 này, 50.000, 45-50 cân, mã 190 cho em nhá. Mã 190 ạ. Mọi người, em có em váy voan chị ơi, có em váy voan nhá. Thân dưới, bây giờ bộ luôn cho em này. Váy voan giật đi là bộ thân dưới giúp em các chị ơi. Cái này size S cho em thôi mọi người nhá. 45-50 cân ạ. S cho em đây phải 50.000 luôn.
50 cân nhá, SM Baby Doll ạ. Sơ mi trắng em này 60.000, 44 đến 50 cân. Chốt cho em mã 359 nhá, 60.000. Mã 359 cho em 60.000 nhá. Mã 359 đây ạ, chị nào có hỏi thân nơ đây mọi người. Sơ mi trắng thân nơ cổ đấy ạ. Đây. Sơ mi trắng thân nơ cổ chân rất điệu đà, cổ tim thân nơ mọi người nhá. Tay bầu nhẹ nhàng luôn cho em cái này, size M là mặc đẹp mọi người nhá. 48-55 cân là mặc đẹp cho em, là chuẩn M luôn ạ. 48-55 cân mặc xinh. Em này 60.000 nhá. Chốt cho em mã 190. Mã 190 cho em này 60.000 nhá. Mã 190. 60.000 mã 190 này. Đây ạ, dáng áo váy cho em chị ơi. Áo váy giấu quần nhá mọi người nhá. Em này thoải mái size M cho em, 50-55 cân ạ. Chốt cho em mã 310, 50-55 cân nhá. Mã 310 cho em mọi người 60.000 thôi. 96 chị đỗ vừa. Mã 310 ạ. Đây ạ, tiếp tục mọi người. Cánh rơi cho em thoải mái size ML ạ. Sơ mi trắng sáng cánh rơi cho em size ML nhá. Dành cho chị nào 54-60 cân. Chốt cho em mã 351 ạ. Size L 54-60 cân. Mã 351 cho em nhá. 60.000. Ok. Đây ạ, ủa mọi người, số size này ạ. Nhúng ngực con cho em rất điệu đà nhá. Nhúng ngực này áo váy xinh cho crop top luôn cho em. Đẹp lắm các chị ơi. Tay bồng luôn cho em nhá. Chị nào xem hình em này mọi người. Có lỡ này cực kỳ đáng tiếc này. Size cho em 42-48 cân mặc xinh. Chốt cho em mã 119 nhá, 60.000. Mã 119 cho em ạ, 60.000 nha. Mã 119 đấy. Tiếp mà em theo cho em toàn bộ này. Trời ơi, lưng là mọi người nhìn thấy chưa các bạn? Đẹp lắm mọi người. Cánh rơi luôn cho em nhá. Size 310 chị Giang Nguyên. 50-56 cân size M, 50-56 cân nhanh tay chị ơi. Chốt cho em mã 196 nhá. 60.000 cho mọi người. Mã 196 cho em, 50-56 cân. Mã 196 cho em 60.000 nhá mọi người, cánh rơi điệu lắm luôn này, đằng sau lưng là xuất sắc luôn nhá. Mã 196 cho em nhanh tay ạ. Chứ không có nhiều đâu mọi người, nhanh tay nhá. 119 cho chị Nguyễn Hảo. Mã 196 cho em nha. Đây ạ, tiếp mọi người, sơ mi bra cho em này. Trời ơi, điệu chưa này. Rất là xinh nhá, đằng sau lưng này, có bèo lên cho em nhẹ nhàng nhá. Cái này size M tiếp cho em 48-54 cân ạ. Em này size M cho em mọi người nhá, 48-54 cân mặc xinh. Em này 50.000 thôi, cho em mã 205 này. 205 nhá, 50.000 mã 205 cho em. 205 nha. 196 chị Giang Nguyên. Ủa các bạn ơi, xinh quá đấy. Đẹp xuất sắc luôn cho em mọi người, dáng áo váy nhá, 2 giây rất là xinh này. Em ơi, mặc cho em dấu quần đẹp xuất sắc luôn 2 giây nhá. Size S 42-48 cân mặc đẹp ạ. 42-48 cân mặc xinh. Em này 60.000, cho em mã 3130 nhá. Đây ạ, mã 130 cho em. Xòe điệu đà lắm luôn, size S nhá. 130 60.000 thôi. Mã 130 cho em nha. 130. Rồi, em này cũng áo váy tiếp mọi người. Size này size M nhỏ cho em nhá. Xinh cho tay cánh tiên ạ, áo váy điệu đà cho em này. 45 đến 50 cân ạ. 45 đến 50 cân xinh tay cánh tiên. Chốt cho em mã 245 nhá, 60.000. Chốt cho em mã 245 này, 60.000. Trời ơi, tiếp mọi người baby doll nhá. Baby doll size M cho em. Còn có theo mọi người ạ. Theo cổ luôn cho em. Rất là điệu đà luôn ạ. Size M các chị yêu ơi, 48-55 cân mà đẹp cho em mọi người nhá. 48-55 cân mặc xinh. Chốt cho em mã 204 60.000. Mã 204 cho em ạ, 60.000. Đây, cổ U ạ. Rất là hiếm. 245 chị Nguyễn Phiên. Em này là siêu hiếm rồi nhá. Cổ U cho em này siêu hiếm luôn ạ. Size SM cho em tay bồng sang chảnh và điệu đà. Em có lên sơ mi màu đấy ạ. 45-50 cân nhá. Chốt cho em mã 233. Mã 233 cho em này, 60.000. Chốt cho em mã 233 mọi người. Đấy ạ, sơ mi màu đây chị yêu ơi. Màu đen được không? Đây nhá, em này size màu cho em nha. 50-56 cân cánh rơi cho em này. 50-56 cân mặc xinh màu đen. Em này 50.000, chốt cho em mã 120 50.000 nhá. Mã 120 cho em 50.000. Tiếp bạn áo váy cho em này. Rất là xinh ạ. 233 chị Hồng Vượng. Rất là điệu đà nhá. 45-50 cân mặc xinh. Chốt cho em mã 387. 45-50 cân nhá. Mã 387 cho em 60.000. Chốt cho em mã 387 ạ. 387 cho em nhá. Ôi, chốt sang này cánh rơi cho em luôn ạ. Đẹp lắm, còn theo nữa mọi người nhá. Em này thoải mái size ML này bằng được cho em ạ. ML nhá, 50-60 cân đều ok ạ. 60 cân quay đầu em này. Em này 60.000 thôi, chốt cho em mã 638 nhá. 60.000, cánh rất là dễ mặc, ai cũng mặc được. Cái ML là mặc được mọi người nhá. Mã 638 cho em 60.000 này. Mã 638 nhá. 120 chị đi ra Huỳnh. Rồi ạ, ôi dồi ôi. Em váy cho em mọi người, váy nhá, em này váy cho em này, xinh chưa? Nó có cổ nó này, đấy, có lớp lót thôi không sợ lộ mọi người nhá, rất là xinh luôn cho em. SM ạ, 44-50 cân, dáng váy ạ, 44-50 cân mặc xinh nhá, em này 60.000 thôi. Cho em mã 347 này, 44-50 cân, mã 347 cho em 60.000 dáng váy nhá mọi người. Ủa em này xinh quá mọi người, dáng tiểu thư đấy ạ. Chiều đam mê tiểu thư thì lấy ngay em này mọi người nhá, dáng tiểu thư luôn cho em, phối ren thêm hoa toàn.
chấm bi cho em. Tay dài nó chất thun cốt tông rất là mát nhé, thấm hút bông cực kỳ luôn cho em. 50-55 cân mà đẹp cho em ạ. 50-55 cân mặc xinh. Em này 60.000 chốt cho em mã 115 60.000 nhá. Mã 115 cho em này, 60.000 ạ. Mã 115. Đây, tiếp ạ. Áo váy cho em size to đấy chị ơi. Chị nào size lớn là lấy ngay em này nhá. Vai của nó khối lưới cho em này. Đây ạ. Vai khối lưới cho em mọi người, size L nhá, 55-60 cân. Chốt cho em mã 158 này, 60.000 nhá. Mã 158 cho em. 60.000 mã 158 ạ. Đây, của thân nơ này mọi người. Đây là chị nào hỏi của thân nơ đã, vẫn còn của em thân nơ đây mọi người, xinh chưa này. Thân nơ to, tiểu thư điệu đà luôn cho em, tay này, tay loe bồng nhá mọi người, rất là xinh luôn. Tiểu thư cho em, size M đấy ạ. 46-52 cân là vào đấy cho em mọi người nhá, size chuẩn M luôn. 46-52 cân mặc xinh. Em này 60.000 này, chốt cho em mã 290 nhá, 60.000. Mã 290 cho em ạ, 60.000 mã 290 nha. 145 cho chị Sang Nguyên. 290 đời ạ, tiếp mọi người. Xinh lắm ạ. Ờ, túi nó có kiểu ánh nhũ cho em nhá. Tính, đây ạ, túi đính hạt cườm rất là xinh luôn cho em. 190 chị Thiên Bình. 45,50 cân, size M nhỏ cho em này. 45,50 cân mặc xinh ạ. Em này 60.000. Chốt cho em mã 790 này, 60.000 nhá. Mã 790 cho em, 60.000 ạ. 290 chị Vinh Vinh. Và em size M 50-55 cân là mà đẹp cho em nhá. 50-55 cân mặc xinh này. Đấy, tay lửng ạ, thắt nơ điệu đà nó cho em. 50-55 cân mặc xinh. Chốt cho em mã 265 nhá, 60.000 thôi. Chốt cho em mã 265 nhá các chị ơi. 60.000 mã 265 này. Đây, 70 cân chị ơi, size gì có ạ? Size 70 cân có nha, đợi một xíu. Đây, tiếp là em này dáng áo váy cho em này, xinh lắm mọi người. Không để bỏ qua được. Không phải bỏ lỗi chị Nguyễn Thụy ra đi. Không thể bỏ lỗi em này mọi người nhá. Dáng áo váy nó cho em đằng sau một dây này. Chiếc eo cho em thành dáng áo váy độc đáo rất xinh và điệu đà này. Đó, đẹp lắm cho em, xuất sắc chị ơi. Size M nhá, 48-54 cân là mà đẹp cho em. 48-54 cân là xinh. Chốt cho em mã 640 dáng áo váy này, có dây đai chiếc eo. Mã 640 cho em 60.000. Mã 6 đây ạ, sơ mi trắng này, giá không sợ cổ đây ạ, nguyên cổ ạ. Rất là đẹp luôn cho em, vừa sang chảnh lắm nhá, cổ vặt chéo cho em luôn. Size S nhá, 45-50 cân, 60.000 thôi ạ. Chốt cho em mã 407 nhá. Đẹp lắm, chảnh lắm, tiêm đi cực kỳ xinh luôn. Mặc rất là chảnh, công sở lấy này, thất ý luôn ạ. Mã 407 cho em người ơi, nhanh tay mã 407 nhá, 60.000 mã 407 cho em. Tiếp ạ, 50-55 cân là bé cho em nhé, giá ngắn, chung một chút chút xíu thôi, 50-55 cân là
em này chỉ size là mặc đẹp cho em, nó chỉ size thôi ạ. Của hàng hiệu người, hàng hiệu của Bershka nhá. Ui ôi, đỉnh là hàng hiệu của em luôn, người xuất sắc em này luôn. Trời vẫn vất ngay em này, không thì bỏ lỡ cực kỳ tiếc này. Váy cho em rất là sang chảnh nhá, body sao chảnh, siêu chảnh luôn cho em, chuẩn S thôi ạ. 48 con là đẹp cho em nhá, hàng hiệu Bershka. 448 cân mặc xinh. Em này 60.000 thôi, cho em mã 2596.000 nhá. 248 nó chỉ lucky vô 2596.000 nhanh tay với hàng hiệu đấy ạ. Không có nhiều đâu mọi người ơi. Hàng hiệu tiếp cho em là như đi kilo ạ. Size đây ạ, cánh rơi cho em size lớn L để ok nhá chị ơi. Đây ạ, cánh rơi cho em như đi kilo luôn nhá. Em này size lớn L để ok. 60-70 cân là một đồ cho em nhá. XL mọi người. 60-70 cân này. Cánh rơi cho em, cho em mã 605-60.000 nhá. Mã 605 cho em 60.000 nhá. Đây, size đây ạ, chị nào size nhỏ lại cái này cho em. Rất là xinh, kiểu đơn giản nhưng vẫn đẹp mọi người nhá. Cái này nhìn họa tiết của nó rất là xinh này. Đẹp lắm luôn. Size cho em 15-50 cân, 60.000 này. Chốt cho em mã 195-60.000 nhá. Mã 195 cho em 60.000. Mã 195-60.000 nhá. Người em có một váy, chân váy rất là xinh luôn này. Ủa, kẻ đẹp xuất sắc cho em rồi. Có luôn kèm đai nhá. Đây ạ, lên mà em chân váy này. Đẹp xuất sắc mọi người, em này bỏ qua đúng không, đáng tiếc của cuộc đời. Em này thoải mái size M, size ML này mà được cho em chị ơi. Thoải mái scale chu nhá, con giá thoải mái cho em luôn. Size size M cho em này, 48-55 con đầm đẹp cho em. Nhớ kèm đai luôn, trắng dài, 50.000 thôi. 48-55 con đọc xinh, em chu con giá cho em kèm đai 50.000 này, cho em mã 538 á. 538 giúp em ngồi 50.000 thôi, cho em mã 538 này. Ủa, đẹp kèm đai luôn ạ, chị em thích. Ủa ơi, dáng dài cho đến bụng chân mọi người nhá. Xuất sắc luôn cho em, màu đen, cạp bán chun ạ. Có co giãn thoải mái luôn cho em. Còn chị Nguyễn Liên. Cạp bán chun có thoải mái, này thoải mái size ML cho em 52-60 cân làm mặc được thì nhá. Co giãn mặc sướng lắm luôn này. 53-60 chị Hồng Phong. 52-60 cân, chốt cho em mã 157 nhá, 50.000 thôi. Mã 157 cho em, 50.000. Ồ, chất lượng các bạn ơi, xuất sắc luôn này. Xòe nhá, siêu chảnh luôn cho em, đẹp lắm mọi người. Eo chun co giãn thoải mái ạ. SML này mà được nhất free size cho em, con rất thoải mái trên free size. SML này mà được ạ, 45-60 cân, cho em mã 837 nhá. Con rất thoải mái cho em, mã 837, 50.000 free size ạ. 45-60 cân, mã 837 cho em 50.000 thôi. Mã 837 nhá. Tiếp mà em một chân mèo đen đuôi cá, dáng đuôi cá thoải mái luôn cho em này. Eo 72-76 đúng rồi, đuôi cá xinh chưa, dáng dài cho em đuôi cá nhấp nhẹ, bảy đuôi cá nhẹ màu đen, dáng dài đến mắt chân luôn. Eo 72-76 á, eo 72-76 nhá, 50.000 cho em mã 661 này. Mã 661 cho em 50.000, cho em mã 661 nhá. 50.000 mã 661 cho em. Trời ơi, công sở cho em rồi, em giá công sở nhá, một kem này. Em này là dành cho chị nào, size S cho em thôi, eo 66-68 đúng rồi nhá, chuẩn S thôi ạ. 157 chưa chị? Nguyễn Liên eo 66-68 mặc xinh ạ, chuẩn S luôn. Em này 50.000 nhá. Cho em mã 987, mã 987 cho em size S, eo 66-68 ạ. Mã 987 cho em 50.000 thôi. Mã 987 nhá. Mã 987 ạ. Đây, của em dán chân váy xòe cho em, size to mọi người nhá. Em này ạ, dành cho chị nào size. Em này size L cho em eo 78-80 ạ. Size L mọi người nhá. Eo 78-80 mặc xinh, dáng xòe cho em, cực kỳ đẹp luôn, màu be ạ. 50.000, thốt cho em mã 65 này. Mã 65 cho em 50.000 nhá. Mã 65 cho em 50.000. Mời em cung sở tiếp ạ. Ủa trời ơi, này xinh lắm, chị ơi, xuất sắc. Một cái màu hoa tiêu nhá. Đây ạ, màu hoa tiêu cho em rất là xinh mọi người. Đẹp lắm luôn này. Lên áo đi bạn. Ok, sẽ lên áo nhá. Đây một xíu. Đây một xíu nhá. Em này size nhỏ cho em mọi người, em chỉ eo 62 đến 66 thôi, em nhỏ thôi ạ. Eo 62-66 mọi người, em nhỏ thôi, em khoảng 42-46 cân thôi. Cho em mã 255 nhá, 50.000 thôi, mã 255 ạ. À, thì lên áo nhá, lên váy em áo nữa. Đây cho chị đây, sơ mi trắng này. Hai túi đấy ạ, chứ không chị là còn một khói túi còn đây không. Áo hai túi cho em size M đấy mọi người, 48-54 là mà đẹp này. Đây ạ, size M nhá, 48-54 cân mặc xinh. Cho em mã 642, 60.000 thôi, mã 642 cho em nhá, 60.000 này. Mã 642 ạ. Nhưng mà em dáng váy cho em chị ơi, size L đấy ạ. Dáng váy suông size L cho em nhé, 55-60 cân, size L này 60.000, cho em mã 777 ạ. Size L, 55-60 cân nhé, mã 777 cho em. Đây ạ, còn có đai tay này. Đấy, rất là xinh luôn. Mã 777 nhé, 60.000. Mã 777 cho em. Tiếp ạ, mời em giấu quần cho em ạ. Dáng váy giấu quần, áo váy nhé, giấu quần cho em luôn, size M,
50-55 cân là mặt đẹp cho em nhá. 50-55 cân mặt xinh 60.000 chốt cho em mã 201 này. 201 cho em 60.000 nhá. Chốt cho em mã 201 60.000. Rồi, size to đây ạ. Em này phải nói size LXL cho em. Size LXL nhá, với cổ tim siêu xinh luôn. 55-60 cân. Chốt cho em này. Mã 282 nhá, 55-60 cân. Mã 282 cho em 60.000 thôi. Mã 282 ạ. 282 cho em nha. Rồi, mấy bạn thích kẻ ạ. Sơ mi kẻ cho em thôi, không sợ nhá. Sơ mi kẻ cho em chuẩn S thôi ạ. Thoải mái 45-48 cân. S cho em người nhá, chuẩn S luôn. 45-48 cân mặc xinh 60.000 này, cho em mà 398 ạ. 398 cho em 60.000 nhá. Cho em mà 398 60.000. Rồi, tiếp em phủ tim ạ. Xinh lắm mọi người, toàn bộ nhá. Rất là theo luôn cho em toàn bộ này, theo rất là sắc nét đẹp cực kỳ luôn cho em ạ. Cổ tim cái này size M 45-50 cân cho mọi người nhá. Chốt cho em mã 148 60.000 thôi. Mã 148 cho em này. 45-50 cân nhá. 282 chị Kim Bình. Rồi. Chuẩn S cho em dáng body nhá chị ơi. Dáng body cho em mặc cực kỳ phong gọn người này, rất xinh luôn, chuẩn S cho em ạ. 42-48 cân mặc xinh. Không sợ, siêu xinh luôn. Em này 60.000 42-48 cân. Chốt cho em mã 221 ạ. Mã 221 cho em 60.000 nhá. Mã 221 đây lại của em thêm nữa. Chúng mà thêm rất là hot rồi nhá. Không có hàng mà bán ạ. Rất là đẹp luôn cho em. Cái này 45-50 cân size M cho em nhá. 45-50 cân mặt xinh này. Cho em mã 211 ạ. 211 cho em nhá, 60.000. Cho em mã 211 ạ. 60.000 đúi luôn. Sờ sướng kinh khủng, mềm mà mặc cực kỳ mát, thở hút mồ hôi luôn cho em, chứ đúi nhá, sướng lắm mọi người. Mặc siêu sướng luôn, cực kỳ mát luôn cho em. Cái này size M mọi người nhá. 48-54 là mà đẹp cho em ạ. 48-54 cân mặc xinh. Em này 60.000 thôi, cho em. Ai mới chị Nguyễn Thị Gia Huy. Mã 198 em này rồi. Mã 198 cho em nhá, 60.000. Mã 198 này. Tiếp em áo váy ạ. Áo váy cho em rồi, kẻ nhá. Họ đấy kẻ hoa xanh rất là xinh này ạ. Có được đó kèm chiếc đai eo luôn ạ. Rất là xinh, mặc được áo váy. Mọi người chào áo váy luôn cho em. Size SM nhá, 4652 cân là mặt đẹp cho em này. 4652 cân mặt xinh. Chị Marit hồi. Hơi cảnh rơi nhẹ chút xíu nhá, hơi cảnh rơi nhẹ này. Chốt cho em mã 608 nhá, 60.000. Mã 608 cho em nha mọi người. 60.000 thôi, mã 608 đây, này kính rơi đẹp lắm rồi. Size L cho em. Size S chị ơi, size gì có? Size gì cũng có, chị ơi yên tâm. Chị ơi mặc size gì không, một đêm ưu tiên là trước cho. Đây, cánh rơi cho em này. Em này thoải mái size L nhá, mọi người một đồ cho em dễ mặc lắm mọi người. 53-60 cân là mặc được nhá, dễ mặc lắm luôn. 53-60 cân mặc xinh này. 60.000 chốt cho em mã 347 nhá, 60.000 thôi. Mã 347 cho em 60.000 ạ. Bông hoa tiết cho em rất là xinh này. Đấy, kiểu bông hoa tiết cho em nhá. Size M cánh rơi một chút xíu thôi. SM cho em mọi người. Em này khoảng 44-50 cân nhá. 44-50 cân mặc xinh. Chốt cho em mã 182 ạ. Mã 182 cho em 60.000 nhá. Thôi, sẽ mặc được cái đấy đấy. Mã 182 60.000 thôi. Mã 182 nha. Rồi, tiếp áo váy cho em mặc được hai kiểu luôn ạ. Cái cổ này mặc được hai dáng luôn cho em nhá. Cổ tròn là bên à cổ tròn đấy. Có cái mặc cổ tròn thôi ạ. Còn được một kiểu cho em thôi nhưng rất xinh này. Đấy, áo váy xòe nhá, dấu quần đẹp lắm mọi người. Em này size SM tiếp này, 4652 cân cho em, xuất sắc luôn, xòe điệu đà lắm luôn này. 4652 cân mặc xinh nhá, chốt cho em mã 268 này. Mã 268 cho em 60.000 nhá, chốt cho em mã 268 nha. Rồi, tiếp cánh rơi tiếp cho em này, dễ mặc lắm rồi. Cánh rơi dễ mặc lắm, thoải mái size LXL cho em nhá, 55-65 cân là mặc được ạ, dễ mặc lắm luôn. 55-65 cân này, có túi trước ngực nhá. 268 của chị Nguyễn Thảo. 60.000 thôi, chốt cho em mã 604 mọi người, mã 604 cho em cánh rơi nhá. 55-65 cân. Mã 604 cho em 60.000. Rồi. Một con phải đúng là lãng phí mọi người, xinh lắm cho em size S đây chị ạ. Chị nào hỏi size S đây ạ, xinh lắm chị ạ, hình mèo đáng yêu chưa? Đỉnh lắm luôn nhá, tay này, tay là brand nhá. Điệu chưa? Cực kỳ xinh luôn cho em, mặc quần short đẹp thôi rồi lượm bơi luôn ạ. Em này size M cho em 1652 cân nhá. Chốt cho em mã 644 ạ. Mã 644 cho em nhá, 60.000. Mã 644 này. 6.000 mã 644 nhá. Đây em cổ tàu ạ. Mấy em cổ tàu các chị ơi, dáng áo váy cho em dấu quần nhá. Đây ạ, cổ tàu cho em dấu quần cũng được. Ở sơ mi cũng được luôn ạ. Cái này size M mọi người, 55 cân là mà đẹp cho em nhá. 55 cân mặc xinh, size M lớn ạ. Em này 60.000 này. Chốt cho em mã 289 nhá, 60.000. Chốt cho em mã 289 này, 60.000 cho mã 289 nhá, cổ tàu tiếp này. Em này size L cho em 55-60 cân ạ. Em cổ tàu nhá, size L cho em 55-60 cân mặc xinh ạ. 60.000 chốt cho em mã 412 nhá, 60.000 này, chốt cho em mã 412. Đây. Xinh lắm mọi người. Cánh
dơ cho em rất là điệu nhá, nhựa áo váy rất xinh này. Với hai bên vai này có bính hoa rất là xinh luôn cho em, cánh rơi size ML đấy ạ. 53 đến 60 cân nhá. Cho em mã 249 ạ. Size ML 53 60 cân, mã 249 cho em nhá, 60 000 này. Có cho em mã 249 nhá. Con này dáng váy cho em chị ơi, xinh lắm, dáng giống quần này. Ui dáng váy cho em, váy sơ mi cho em mọi người nhá. Mặc kèm đai chân rất là đẹp này. Đấy, mặc kèm đai rất là xinh luôn cho em, dáng váy sơ mi ạ. Size S thôi mọi người, 448 cân thôi nhá, S cho em thôi ạ. 448 cân mặc xinh này. Cho em mã 544 nhá. 544 cho em 50 000 thôi này. Mã 544 nhá mọi người, 50 000. Mã 544 nha. Đây. Tiếp ạ, cái này cũng size ML tiếp cho em, mặc giống quần là thuyền đều được nhá. ML tiếp cho em 55-60 cân ạ. Cho em mã 274 này, 60 nghìn nhá. Mã 274 cho em 55-60 cân ạ. Mã 274 cho em 274 nhá. 514 chị Hồng phổ phẩm. Em ạ, sơ mi trắng, cánh rơi cho em rất xinh luôn. Chất này mặc xuống lắm thì ơi, chất kiểu cốt tông nhá, pha cho em này. Trời ơi, mặc thấm hút mẫu cực kỳ luôn, rất đẹp luôn cho em. Size M nhá, size M nhỏ thôi, khoảng 46-52 cân cho em thôi mọi người ạ. SM nhỏ nhá, cánh rơi điệu đà nhẹ nhàng chút xíu thôi, 4652 cân. Cho em mã 108 này, 108 cho em 60 nghìn nhá. Cho em mã 108 nha, 60 nghìn thôi. Mã 108 này. Mã chất von ạ, sơ mi von trắng cho em một cái này thoải mái, size M ấy. Đẹp đuôi tôm rất xinh luôn cho em, sơ mi đều được nhá. Chuẩn màu luôn cho em, 50-56 cân ạ. Size M cho em mọi người nhá, 50-56 cân mặc xinh, 50 nghìn thôi này. Cho em mã 636 nhá, 636 cho em 50 nghìn thôi, 636 nhá. Ui, em của Zara mọi người. Xuất size này luôn ạ, hàng hiệu của Zara mọi người. Hàng hiệu Zara giúp em nha mọi người nhá. 45,50 cân này, size S nhỏ cho em. Hàng hiệu đây ạ, mọi người nhanh tay, không có lượng, không có nhiều nhá. Shop rất ít thôi ạ. 45,50 cân mặc xinh, hàng hiệu của Zara luôn. Cho em mã 312 nhá, 60 nghìn này. Mã 312 cho em 60 nghìn, nhanh tay mọi người, không có nhiều đó ạ. 312 cho em nhá. Nào tiếp size M đấy ạ, 48-55 cân là một đẹp cho em ạ, chuẩn M luôn nhé, thích kẻ này. 48-55 cân mặc xinh, em này 60 nghìn, cho em mã 241 ạ, 60 nghìn nhé. 242 chị Hồng Phượng, 241 cho em 60 nghìn mọi người ơi. Đây ạ, một em sơ mi brown mọi người, dáng bổ vét cho em nhé, cực kỳ chảnh thì là công sở đấy nghe em này, mới mặc cho em chân váy công sở nhé, đẹp hết ý luôn. Tay này, tay chuông ồng nhẹ luôn cho em, size chuẩn ML nhé, 52-57 cân cho em ạ. 52-57 cân mặc xinh. Em này 50 nghìn thôi mọi người, chất liệu voan nhá, cổ dáng cổ vét cực kỳ chảnh này. Chốt cho em mã 624 ạ. Mã 624 cho em nhá, 50 nghìn thôi ạ. Mã 624 ạ. Trời ơi, xuất sắc mọi người, đẹp đỉnh của chót luôn này. Dáng váy sơ mi cho em mọi người, nó là váy sơ mi nhá, có túi hai bên luôn, rất là tiện lợi cho chị luôn ạ. Xuất sắc chưa, đẹp lắm mọi người. Váy sơ mi luôn cho em nhá, 45-52 cân ạ. SM này mọi người cho em dáng váy sơ mi này, 45-52 cân mà đẹp. Cho em mã 507 nhá, 60 nghìn thôi. Dáng váy sơ mi nhá, 507 nhanh tay mình có sự có nhiều. Ủa baby doll ạ. Em này thoải mái, bầu bí con trên được thoải mái đó cho em chị ơi. Dễ mặc lắm, cho em bầu bí con trên thoải mái nhá. Size LXL lắm. Đây một đồ cho em này, 586 đến 65 cân cho em ạ. LXL này, 586-65 cân là một đồ cho em nhá, 60 nghìn. Cho em mã 618, bầu bí con trên thoải mái luôn, dễ mặc lắm. Mã 618 cho em nhá, 60 nghìn này, mã 618 nha. Hay ạ, sơ mi họ tiết cho em người nhá. Họ tiết ạ, size M nhỏ cho em 44-50 cân. Em M nhỏ cho em nhá, 44-50 cân mặc xinh này. Em này 60 nghìn. Cho em mã 111 ạ. 111 cho em nhá, 60 nghìn. Cho em mã 111. Rồi, điệu đà vẫn có sốc em người ơi, xinh lắm này. Mọi nhìn mình hai bên ngực cho nó này, đẹp chưa, tay này. Thế hoa toàn bộ luôn cho em, rất là xinh nhá. Sạng tay bồng nhẹ nhàng. Size M cho em ạ, 48-55 cân là mặt đẹp nhá, chuẩn M luôn ạ. 55 cân quay đầu, cho em mã 203, 60 nghìn này. Mã 209 cho chị Đỗ Hương. 203 cho em nhá, 60 nghìn nè mọi người. Ôi, tính cường toàn bộ cho em mọi người nhá. Em này thoải mái, kính rơi size L, em tính cường toàn bộ phía dưới này rất là đẹp luôn, lấp lánh, sang chảnh cực kỳ luôn nhá. 55-62 cân, size LXL, cho em mã 344 ạ, 60 nghìn này. Mã 344 cho em nhá, 60 nghìn, mã 344 này. 344 cho em. Tiếp bạn, size M 45-50 cân ạ. Em mời cho em cổ tim nhá, 45-50 cân mặc xinh này. Em này 243 chị Linh Nguyễn. Cho em mã 224 nhá, 224 cho em 60 nghìn mọi người. Mã 224 quay nha. Ôi dồi ôi, xong mọi người, điệu lắm cho em, điệu đà chua này. Hai bên nhá là bèo nơ xem rất xinh luôn. Nhẹ nhàng vẫn đẹp cho em, 44-50 cân này mặc được nhá. Một cúc mặc sau luôn này, đỉnh chưa ạ, xuất sắc rồi nhá. Đẹp đỉnh chóp luôn, 45 đến
40-50 cân cho em SM nhỏ nhá. Em này 60.000. Chốt cho em mã 621 60.000 mọi người. Em ấy hiếm lắm. Nhanh tay nhá, mã 621 cho em. Đây, size cho em. Mọi người đây size cho em nhá. Size nhỏ đây khoảng 40-45 cân cho em thôi. S nhỏ mọi người nhá, 40-45 cân mặc xinh này. Chốt cho em mã 126 nhá, 126 cho em 60.000. Mã 126 cho em nhá. Đây ạ, à, tiếp em này, chỗ đơn giản và đẹp theo tay. Đấy, tay nó rất là sang chảnh, nhá, tay bồng này. Nhẹ nhàng cho em, rất là xinh luôn ạ. 45-50 cân ạ, SM nhỏ cho em chị ơi. 45-50 cân mà xinh nhá, màu kem ạ. 60.000 này. Cho em mã 188 nhá. Mã 188 cho em, 60.000, mã 188. Ôi, tiếp em theo một người xuất sắc em này luôn. Ôi, em ngờ đỉnh chưa ạ? Hoa theo toàn bộ luôn cho em nhá, xuất sắc luôn này. Bỏ qua này đúng là lãng phí ạ. 45-50 cân, SM nhỏ cho em, nó xinh lắm luôn đấy ạ. 45-50 cân bằng xinh nhá, em này 60.000. Chốt cho em mã 646 này, 60.000 nhá. Mã 646 cho em. Mã 646 này, 60.000. Đây, cổ tim. Thắp nơ luôn cho em ạ. Cái này size S cho mọi người, 44-48 cân làm đẹp cho em nhá, chuẩn S luôn. 44-48 cân bằng xinh, chốt cho em mã 294 này, 60.000 nhá. Mã 294 cho em, 60.000 thôi, mã 294. Đây, đôi chén rất là sang chảnh nhá. Ui. Cổ đẹp, cổ rất là đẹp lắm luôn, rất chảnh cho em này, size to đấy ạ. Em này size L cho em 60-70 cân là được cho em chị ơi. Cánh dơ nhá, size L, XL. À size L cho em 60-70 cân. Cho em mã 226 đây, 226 cho em nhá, 60.000. Mã 226 nhá. Đây ạ. Họ tiếp theo cho em hình chiếc lá này, rất là nổi bật, rất là đẹp cho em, thân nơ nhẹ nhàng người nhá, rất xinh này. 45-50 cân là mà đẹp cho em nhá. 45-50 cân mặc xinh, chốt cho em mã 666 á. 666 cho em nhá, 60.000 này. Chốt cho em mã 666 á. Đây mọi người, đây một bài chân váy nhá. Ui, bút chì rất xinh này. Cái chân váy bút chì cho em nhá, màu nâu đất cực kỳ xinh và tây luôn. Em này là dành cho chị nào size S cho em chị ơi. S nhỏ thôi em này, khoảng eo 64-66 cho em S nhỏ rồi ạ. Không sợ này. Đấy. Eo 64-66 cho em này, khoảng 42-45 cân thôi nhá, S nhỏ thôi này. Em này 50.000 ạ. Chốt cho em mã 607 này. 607 cho em nhá. 50.000 chốt cho em mã 607 ạ. Tiếp em chân váy không sợ ạ. Có cô giá nhẹ chút xíu rồi nhá. Có cô giá nhẹ cho em một chút xíu ạ. Đánh cho chị nào size SM cho em người. Em này size SM nhá. Em này khoảng eo 66-72 cho em. Có cô giá nhẹ ạ. Size SM nhỏ này. Eo 66-72 mà xinh không sợ nhá. Bút chì. Chốt cho em mã 694 này. 50.000 thôi, mã 694 cho em nhá. 526 chị đỗ vừa. Rồi. Hoặc là bỏ qua này đúng là lãng phí cuộc đời nhá. Yêu ơi, xòe cho em một đỏ cực kỳ chảnh rồi đấy ạ. Rất là xòe luôn cho em nhá. Một đỏ siêu chảnh luôn. Em này ạ, à, dành cho chị nào size S cho em một S nhỏ thôi, em khoảng à, S64-66 cho em thôi nhá. S nhỏ thôi nhưng mà rất là chảnh luôn này. Em được khoảng 42-45 cân thôi. S64-66 cho em nhá, nhanh tay em chảnh kỳ luôn này. Đấy, em phải 50.000 nhá. Cho em mã 681 ạ. 681 cho em 50.000 này. Cho em mã 681 nhá, 50.000. Mã 681 cho em, tiếp em chân váy không sợ ạ. Em này ạ, size S cho em rồi, eo 64-66 cho em nhá, chuẩn S luôn. Eo 64-66 ạ, 50.000. Cho em 694 chị Phương Nguyễn. Mã 264 nhá, 264 cho em 50.000 này. Mã 264 chị Hoàng Phú Phở. 264 cho em, đây kẻ eo chung mơ thoải mái, chị nào mà không biết eo mà mình sẽ lấy cái này nhá. Chung mơ thoải mái, dường như ai cũng mặc được. Để không sợ rộng chặt đâu nhá, thoải mái luôn cho em này. Size SM là làm được cho em, phổ đi size thì ôi em đây thoải mái 44-60 cân lấy mà được nhá, phổ đi size. Có thể bán luôn cho em ạ, 44-60 cân làm được nhá, eo 80 người đầu ạ, em này 50.000 này. Eo 80 người đầu cho em nhá, size SM ML đều mặc được ạ. Cho em mã 86 này, 50.000 nhá, dáng xòe thích kẻ sọc cho em. Mã 86 này, 50.000 thôi, mã 86 cho em nhá. Đây, trời ơi, người xuất sắc này không sợ dáng dày, mất chân luôn cho em, thích kẻ nhá, caro bàn cờ này, xuất xinh luôn. Em này ạ, à, dành cho chị nào size SM cho em. Eo 68-70, người dáng dài cho em này, của xuất sắc luôn nhá. Eo 68-70 mặc xinh, 50.000 thôi, chốt cho em mã 668 nhá, 668 cho em này, 50.000 thôi, mã 668 nhá. Ôi, màu hồng cổ đố ạ, chảnh lắm mọi người. Cạp bàn chu này, có co giãn thoải mái, chân rất là dễ mặc nhá. Màu hồng cổ đố, dáng xòe, siêu xinh luôn. Em này ạ, à, dành cho chị nào nhá, size ML cho em. ML nhá, eo 70-80 là được cho em, xinh lắm, rất là chảnh cho em.
50.000 thôi. Mã 766 cho em nhé, 50.000 này. Mã 766. Tiếp máy cho máy công sở dáng dài lên cho em rồi. Công sở nhá, dáng dài. Em này ạ, à, dành cho chị nào? 66 vàng cho chị Như Hà. Sẽ cho em một chuẩn S luôn nhá. Eo 66 đến 68 cho chuẩn S này. Dáng dài công sở nhá. Eo 66 đến 68 mặc xinh. Em này 50.000. Cho em má 01 nhá. Má 01 cho em 50.000 nha. Má 01. Rồi mã màu xanh. Dáng xòe, má thích xòe lấy cái này đi. Trời ơi. Xinh chưa? Sửa áp sửa đai này luôn nhá. Màu xanh cô ba luôn cho em này. Dành cho chị nào size S nhỏ của em về khoảng eo 60 62 khoảng 3842 cân cho em chị nào. Eo mignon thôi nhá. Eo 60 62 cho em về khoảng 3842 cân lên quay đầu mọi người nhá. 50.000 cho em má 68 này, 50.000 má 68 cho em. 50.000 thôi, má 68 này, phần chân váy hoa. Màu kem mọi người, màu chân váy hoa màu kem cho em nhá. Dưới này đuôi cá nhẹ cho em này, bảy đuôi cá nhẹ nhá mọi người nhá. Cặp bán chun có co giãn nhẹ cho em, dành cho chị nào size M này. Eo 72 78 cho em có co giãn nhẹ nhá chị này. Đấy, co giãn nhẹ cho em thôi. Eo 72 78 đuôi cá cực kỳ xinh. 50.000 cho em mã 734 á. 734 cho em nhá, 50.000 này, mã 734. Mã 734 cho em 50.000. Đây không sợ tiếp ạ. Mồm em màu đỏ mận cho em mọi người nhá, không sợ màu đỏ mận. Em này ạ, dành cho chị nào size L đây mọi người, eo 76 78 đấy. Size L cho em nhá, eo 76 78 còn đẹp 50.000. Cho em mã 427, eo 76 78. Mã 427 cho em 50.000. 427 nhá. 50.000. Đây em này. Chân váy công sở cho em có túi hai bên rất tiện lợi mọi người. Xinh chưa? Màu xanh rêu nhá, có túi hai bên luôn cho em. Em này ạ, à, dành cho chị nào size S cho em, S nhỏ thôi, em khoảng eo 66 đến 68 nhá. S cho em này. Eo 66 đến 68 mặc xinh có túi hai bên. Cho em mã 445 nhá. Túi hai bên này 50.000 thôi. Mã 445 cho em 50.000 nhá. Mã 445. Trời ơi này đỉnh xuất sắc mọi người. Chân váy tầng luôn cho em này, xinh chưa? Chân váy tầng size S thôi mọi người, em này khoảng 42 cho em thôi nhá. Em sẽ eo 68 quay đầu thôi, chuẩn S luôn, chân váy tầng xinh còn hoa nhí lắm rồi ạ. À. Thunder nhẹ nhàng luôn cho em ạ. 42 cân mặc xinh, eo 68 quay đầu nhá. Cho em mã 366 này, 50.000 thôi. Mã 366 cho em nhá, 50.000, mã 366. Mã 366 cho em ạ. Tiếp này, chân váy không sợ tiếp cho em màu xanh ạ. Cực kỳ xinh, một tím xanh mọi người nhá, một tím xanh rất là xinh luôn. Em này là size M mọi người, eo 72 74 này. Size M cho em nhá, eo 72 74 mặc xinh ạ. Em này 50.000. Cho em mã 136 50.000 thôi. Mã 136 cho em. Ủa này mới xinh rồi ạ. Có tí kẻ cho em nhá, màu xanh này, kẻ caro rất là xinh luôn này, màu xanh nhá. Có túi hai bên rồi ạ. Tiện lợi lắm luôn này, có túi hai bên luôn cho em nhá. Rất là xinh luôn. Cặp bán chung có giá nhẹ này, em này thoải mái size L cho em rồi. Em này size L XL mọi người. Eo 88, eo 80, eo 80 đến 90 cho em nhá. Size L XL em khoảng 60 đến 70 cân đấy. Eo 80 đến 90 cho em nhá. Tại 60 đến 70 cân này. Chốt cho em mã 136 50.000 thôi. Mã 136 cho em nhá. 50.000 mã 136 này. Với em quần thể thao mọi người. Quần thể thao nhá, cổ đát nó xuống. Nó bị lẻ một cái. Sẽ cho em với em thoải mái 448 cân cho em nhá. Quần thể thao sẽ này 50.000 thôi. 448 cân mặc xinh 50.000. Cho em mã 21 nhá. 50.000 thôi. Mã 21 cho em quần thể thao. Sẽ mã 21 50.000 này. Chân váy hoa họa tiết ạ. Chân váy hoa nhá mọi người, dành cho chị nào size M cho em này. Eo 68 đến 70 nhá chị ơi, size M nhỏ cho em, không còn 70 cá nhẹ mà thì rõ rất xinh luôn. Eo đuôi cá nhẹ cho em nhá. Eo 68 70 mà đẹp này, em này 50.000 thôi. Cho em mã 145 nhá. Mã chị học thủ công. 145 50.000 này, mã 145 cho em. 50.000 nhá, mã 145. Rồi, hoa cho em mọi người, hoa nhí dáng dài luôn nhá. Có chun có giãn nhẹ luôn cho em ạ. À. Em này dành cho chị nào eo khoảng 7 eo 72 đến 80 cho em thì ơi, em size ML nhá. Eo 72 đến 80 ML để một đồ cho em này, 50.000 thôi. Cho em mã 688 50.000 nhá. Mã 688 cho em. Và mọi em có biết áo phông em sale nốt mọi người nhá. Đây em biết áo phông trắng cho mọi người này. Áo phông trắng nhá, trắng trơn này, sale nốt ạ, 50.000 một chiếc thôi ạ. Cái này size em này size M cho em 45 đến 52 cân nhá. SM này, 45 52 cân mặc xinh. 50.000 cho em mã 101 50.000 nhá. Mã 101 cho em 50.000. Đây, mời em chuẩn S luôn cho em ạ, 4218 cân mặt xinh. Họa tiết nhá, hình lọ nước hoa rất là xinh này, tính đánh út luôn cho em, 4218 cân mặt đẹp ạ. 50.000 cho em mã 33 nhá, mã 33 50.000 ạ, mã 33 giúp em.
đây, rất là xinh. Cái này size M cho em, 5257 cân ạ. Size ML cho em nhá, 5257 cân mặc xinh. Em này 50.000 chốt cho em mã 705 này, 705 50.000 nhá. Mã 705 giúp em 50.000. Mọi em size L cho em nha mọi người. Mọi em size L nhá, 5560 cân ạ. Size L cho em này, chữ nhá, 5560 cân mặc xinh. 50.000 chốt cho em mã 349 ạ. Mã 349 giúp em nhá, 50.000 này. Chốt cho em mã 349 nhá. Crop top cho em chị ơi, cái này size M, SM cho em là mặc được này. 45 đến 50 cân, SM nhỏ cho em nhá, crop top 45 50 cân xinh. Đằng sau là kiểu nó kiểu à, ngồi 36 chị yên mình. Đằng sau là kiểu hở lưng cho em mọi người nhá. 45 đến 50 cân mặc xinh. 50.000 thôi, chốt cho em mã 123. Thế lên thì chị không trắng nữa chị ơi. 50.000 nhá, 123 giúp em. Ôi hình người cho em chị ơi. Em này size L, XL cho em 60 đến 70 cân là mặc được cho em, 50.000 thôi này. 60 đến 70 cân giúp em nhá, hình rất là đáng yêu luôn hình người nhá. 50 60 cân mặc xinh. À 60 đến 70 cân cho mọi người nhá. 60 đến 70 cân này. Em này 50.000. Chốt cho em mã 31 nhá. Mã 31 giúp em này, 50.000. Mã 31 nhá. Size cho em 4248 cân mà đẹp bạn chuẩn S luôn ạ. 4248 cân mặc xinh, 50.000. Chốt cho em mã 756 ạ. 756 50.000 này. Chốt cho em mã 756 nhá. Ủa ôi. Đây xuống là một con đã thoải mái luôn cho em. Có con giãn nhá, mặc xinh lắm luôn này. Thoải mái nhá, rất là dễ chịu. 4248 cân là mà đẹp cho em chuẩn S luôn. 4248 cân mặc xinh tầm là ảnh đính đá cường luôn này. Chốt cho em mã 247 nhá, 50.000 thôi. Mã 247 giúp em. Đây, hình theo ạ. Mọi em theo toàn bộ mọi em theo cho em rất là đẹp, rất là sắc nét này, đẹp chưa? Mọi em theo hình chú chi rất xinh, ảnh nhũ luôn cho em. Size M đấy ạ, 50-56 cân là mà đẹp cho em nhá. 50-56 cân mặc xinh, 50.000. Chốt cho em mã 741 ạ, 50.000 này. Mã 741 giúp em, 50.000 nhá. Đây, tiếp hình theo tiếp cho em nhá mọi người. Theo tiếp ạ, hai bên vai này, đấy. Hồi lưới rất là xinh luôn, cách điệu rất là điệu đà nhá. 42-50 cân, size M nhỏ cho em, 42-50 cân mặc xinh nhá. Em này 50.000, chốt cho em mã 799 đấy. 799, 50.000, chốt cho em mã 799 nhá. Em này ạ, size M cho em 5257 cân cho em nhá. Size M này, 5257 cân mặc xinh, chốt cho em mã 917, 50.000 ạ. Mã 917 cho em nhá, 50.000 thôi, mã 917 này. Đây ạ, size S chuẩn S luôn nhá, 4248 cân mặc xinh. Chuẩn S luôn cho em ạ, 4248 cân mặc xinh, 50.000, chốt cho em mã 693. Mã 693 nhá, 50.000 này, chốt cho em mã 693. 45-50 cân giúp em chị ơi, sạc phóng không trắng trơn nhá, mới tinh luôn ạ. 45-50 cân mặc xinh, em này 50.000 này, chốt cho em mã 133, 50.000 thôi ạ. Mã 133 giúp em nhá, 50.000 này, mã 133. Mã 133 giúp em nhá. Em này size ML cho em chị ơi, em này thoải mái, size ML nhá. 54-60 cân là mà đẹp cho em này, 54-60 cân mặc xinh, 50.000, chốt cho em mã 07 nhá. Mã 07, 50.000 này, mã 07 cho em, trời ơi, xuất sắc đó chị ơi. Em này đúng ở đỉnh của chóp ở đây này, đẹp lắm luôn nhá, cực kỳ nổi bật mà ngay siêu xinh luôn cho em, dáng áo vải này, đó, đẹp chưa? Giống quần cho em, đặc đẹp lắm, em xôi pin là cũng được luôn nhá, đây, là cũng đẹp luôn, đó, mà được hai kiểu luôn cho em. Chuẩn M cho em, 50-55 cân là mà đẹp nhá, 50-55 cân mặc xinh này, chốt cho em mã 55, 50.000 thôi, mã 55 giúp em nhá, 50.000 này, mã 55. Mọi em áo của nam mọi người, áo của nam nhá, cái này size M, size L của nam cho em 55-60 cân này, size L của nam 55-60 cân nhá, chốt cho em mã 813, 50.000 thôi, mã 813 cho em, 50.000 này. Thế bạn mọi em size L 55-62 cân nặng, size L cho em hình gấu nhá, đầu gấu này 55-62 cân, chốt cho em mã 477, mã 477 cho em nhá, 50.000 thôi, mã 477 này. Thế bạn mọi em áo kiểu thì ơi, áo sơ mi kiểu mọi người nhá. Còn giá 50.000 chị ơi. Sơ mi áo kiểu thì ôi tay này, phép ba cho em nhá, theo toàn bộ luôn áo kiểu nhá. Size M 44-50 cân nặng, M cho em 47 chưa chị heo mọi. 44-50 cân mặc đẹp này, em này 50.000 thôi, chốt cho em mã 529 nhá. 529 cho em, 50.000 này, mã 529 ạ. Rồi. Xin đằng sau lưng rồi, gọt ngợi in hình cho em đằng trước này. 55-60 cân chị yêu ơi. Của nam nhá, 33 là của nam. Đây ạ, à, em này mọi người, cái này size ML cho em 52-57 cân mặc xinh đằng trước này, nó trơn nhá. Thắt nơ đằng sau có hình cho em này. 52-57 cân mặc đẹp ạ, ML nhá, em này 50.000 thôi. 349 chị Thiên Bình. Chốt cho em mã 922 nhá, 922 giúp em này, 50.000, mã 922 giúp em.
Đúng rồi, xinh đẹp mọi người, hình cô gái rất là xinh này. Size M cho em nhá, 50-56 cân là một đẹp ạ. 50-56 cân mặt xinh này, hình cô gái rất là đẹp luôn. 50-56 cân mặt xinh, 50.000 chốt cho em mà 512. 512 50.000 nhá, mà 512 giúp em. Tiếp em áo thiết kế tiếp cho em, bên xung quanh nó sẽ là lưới nhá. Bên trước này sẽ là chỗ tre này, không mà không lộ lẫn, rất xinh nhưng mà rất là kiểu cách cho em, đẹp lắm mọi người. Cái này size ML nhá, 50-56 cân là một đẹp cho em ạ. 50-56 cân mặt xinh này mặc đúng như này luôn, không bị lộ luôn ạ, không hề lộ ngực nữa nhá. Cho em mà 27 người mặc khoác ngoài trên bikini cũng được, để mặc đi chơi bikini cũng được mọi người nhá, rất là xinh luôn. 50.000 thôi, size M này. Chốt cho em mã 27 50.000 nhá. Mã 27 cho em nha. Đây chuẩn S này, chuẩn S này. Phố đen rất điệu đà mọi người. Mới nguyên dây mát này. Em mới nguyên dây mát cho em nhá, chuẩn S thì ơi, size S cho em nhá. 42 48 cân mà đẹp ạ. 50.000. Chốt cho em mã 143 này, 50.000 nhá. Mã 143 giúp em. 50.000, mã 143. Cô họa tiết này xinh chua. Mấy hãng tiết cho em nhé, của nam thì yêu em này của nam nhé. Size L của nam cho em. Chốt cho em mã 754, size L của nam 754 cho em 50.000 này. Mã 754 nhé. Tiếp vào chuẩn S cho em, bính đá nhũ toàn bộ cho em, xinh chưa này. Bính đá toàn bộ cho em, hình cánh thiên thần nhé, xinh lắm luôn cho em, xinh là siêu đẹp luôn này. Chuẩn S cho em 4218 cho em đẹp nhé. Em mẹ 50.000, chốt cho em mã 509, 50.000 thôi. 509 cho em nhé, 50.000, 509 cho em ạ. SM ấy chị ơi, 4855 cân làm đẹp cho em nhá. 4855 cân mặc xinh này, em này 50.000. Cho em mã 28 này. Mã 28 cho em 50.000 nhá. Mã 28 50.000, mã 28 cho em luôn, xét mọi người. S cho em nhá, 40-46 cân, S nhỏ thôi ạ. 40-46 cân mặc xinh này. Cho em mã 940 940 50.000 này. Cho em mã 940 nhá, 50.000. Mã 940 cho em. Tiếp hình cô gái sẽ cho em rồi. Anh biết siêu nè, sẽ cho em thôi nhá. 42-48 cân mà đẹp ạ, 50.000 này. 42-48 cân, cho em mã 407 nhá. Mã 407 cho em, 50.000 thôi, cho em mã 407. Rồi, em giấu quần cho em điệu đà lắm mọi người, xinh chưa này. Toàn một lợn bèo, những công chúa rất xinh cho em luôn. Giấu quần mặc đẹp thôi rồi, được ơi luôn này. Xinh lắm luôn, giấu quần cho em mọi người nhá. Cái này size M đấy ạ, 4853 cân làm đẹp cho em nhá. 4853 cân mặc xinh, cho em mã 45, 50.000 thôi. Cho em mã 45 nhanh tay nhá. Mọi người em có sót một bài em 574 chị Thiên Bình. Mọi người em có sót một bài em sơ mi nhá. Ở đây sơ mi đen này, xinh chưa? Đây cho em dáng baby doll nhá, mọi người rõ rất xinh luôn cho em baby doll nhá. Size M nhỏ cho em này, 4652 cân. Chốt cho em mã 57 nhá. Mã 57 này, 60.000 thôi. Mã 57 cho em nhá, 60.000 này. Mã 57 giúp em nhá. Đây, sơ mi trả nốt này ngồi hồng gốc và em lên nốt nhá. Size cho em 15,50 cân. Đa giảm áo dấu dấu quần cho em lên 45-50 cân mặc xinh này. Chốt cho em mã 129 nhá, 60.000, mã 129 cho em, 60.000 nhá, mã 129 này. Họa tiết ạ, sơ mi trắng họa tiết cho em. Mọi người nó là cổ tàu rất xinh họa tiết nhá. Đây, mọi người cho mình xem đẹp lắm luôn. Em này size cho em này, 44-48 cân là mà đẹp nhá. 44-48 129 cho chị heo mọi. 44-48 cân mặc xinh ạ, chuẩn S luôn cho em, rất là họa tiết rất là đẹp nhá. Chốt cho em mã 273, 60.000 này. Mã 273 giúp em ngồi, 60.000 mã 273 nhá. Đây, cảnh dơ cho em chuẩn mờ luôn này. Cảnh dơ chuẩn mờ luôn cho em chị ơi, 5257 cân nhá. Chốt cho em mã 314, 5257 cân. Mã 314 cho em này, 60.000. Chốt cho em mã 314 nhá, 60.000. Mã 314 giúp em. Rồi, tiếp bài ngồi. Size M đi cho em đây ạ, mặc dáng được dáng váy thì em đã thành dáng váy luôn rồi nhá. Sơ váy sơ mi cho em. Theo mọi bao luôn xuống lại địa chỉ đi ạ, dừng chút. Váy sơ mi size M 4854 cân làm đẹp cho em nhá. 4854 cân mặc xinh, cho em mã 573. 573 cho em này, 60.000 thôi. Cho em mã 573, 60.000 đây rồi. Baby doll đúng rồi, xinh chưa? Áo váy cho em size M nhá. 50-56 cân làm đẹp cho em này. 50-56 cân mặc xinh, áo váy baby doll xinh lắm luôn này. 60.000 thôi nhá. Chốt cho em mã 560 này, 560 cho em, 60.000 baby doll size M, 560 cho em nhá, 60.000. Tiếp ạ, 509 chốt chị Đỗ Hương. Váy tiếp trên rồi, váy sơ mi trắng nhá, xinh lắm luôn này, dáng váy luôn cho em rất xinh luôn, cánh rơi nhẹ nhàng, size chuẩn M luôn. 48-55 cân là đẹp nhá, 48-55 cân mặc xinh này. Chốt cho em mã 266 nhá, 60.000, mã 266 cho em, 60.000 thôi, mã 266.
đấy ạ, 55 đến 62 cân. Size L cho em nhá, 5562 cân. Mã 145 này 60.000. Mã 145 cho em nhá, 60.000 mã 145 chuẩn S này. Chị sẽ lấy em này đi, xinh lắm luôn cho em này. Tức là kiểu cách nhá. Em này 66 đó chị. Em chị 42 48 cân là bài cho em nhá, size S này. 26 chị heo mỏi. 42 là mỏi cong đi ơi, chỉ đi ạ. 42 48 cân là xinh, size S. Em này 60.000 cho em mã 779 này, 60.000 nhá. Mã 779 cho em 60.000. Rồi tiếp ạ. Chào cái này size M cho em mọi người, size M cho em nhá. 55 cân bằng là bằng đẹp này. 55 cân bằng xinh, size chuẩn M luôn. Em này 60.000. Cho em mã 227 ạ. 227 nhá, 60.000 này. Cho em mã 227 ạ. Tiếp em sơ mi dáng dài nhá mọi người. Giấu quần luôn cho em nhá, dáng dài giấu quần này. Có túi trước ngực luôn. Cái này size ML 5257 cân cho em, cánh rơi nhẹ này, 5257 cân. 3301 cho em nhá. Cho em mã 301 60.000. Cho em mã 301 nhá, 60.000. Rồi, tiếp này. Cái này size L cho em rồi thôi. Cổ tàu nhá, dáng giấu quần luôn cho em, sơ mi cũng được luôn này. Cổ tàu ạ. 55 đến 60 cân, size L nhá. Cho em mã 619 này, 60.000. Cho em mã 619 nhá, 60.000 mã 619 cho em. Đây mà chất đuối người ơi, mặc rất là sướng này. Rất là mát, hút mồ hôi luôn cho em, chất đuối nhá, size S luôn này, 42 đến 50 cân ạ. Cho em mã 147 nhá, 147 cho em này, 60.000, 42 đến 50 cân nhá. Mã 147 cho em. Mã 147 ạ, đây có túi trước ngực này. Đây ạ. Web áo túi trước ngực cho em, hai bên túi hộp nhá, dạng túi hộp luôn cho em này, mặc được số quần ạ, mặc sơ mi đều được luôn. Size M cho em chị ơi, 4652 cân ạ, M nhỏ cho em nhá. 4652 là xinh, túi hộp trước ngực đỉnh lắm này, xuất sắc này luôn này, 60.000 nhá. Cho em mã 149 ạ, 149 cho em nhá, 60.000 này, cho em mã 149 này. Đây là rất nhiều ơi. Đẹp xuất sắc mọi người. Kiểu như là váy nhá, đây kiểu như mà cho em có túi hai bên này, rất là xinh chuẩn. Chỉ S nhỏ cho em thôi, khoảng 40-45 cân thôi nhá. S nhỏ cho em ạ, 40-45 cân mặc xinh, dáng áo váy vặt chéo luôn ạ. Em này 60.000. Cho em mã 343 này. Vặt chéo rất là đỉnh luôn nhá, 343 trong nhanh tay này rất là hiếm này luôn. Mã 343, 60.000. Đây là baby doll ạ. Em này thoải mái size. Em này size L cho em ML mọi người, baby doll nhá, size to vậy ạ. Bỏ bí bông trên thoải mái luôn. ML 49 của chị Hiền Đào. ML cho em nhá, 54 đến 62 cân là bằng được baby doll. Tay bồng của Quỳnh Dương đẹp xuất sắc lên mềm luôn ạ. 54 đến 60 cân ạ. Chốt cho em mã 173 mọi người, 60.000 thôi. Mã 173 cho em xinh xuất sắc là size to nhá. Mã 173 60.000. Mã 173 cho em. Rồi mấy họ tiếp ạ. Cổ tim họa tiết cho em rồi. Đây nhá, size M 5257 cân này. Mã 161 cho em ạ. 5257 cân cho em mã 161 nhá, 60.000. Mã 161 cho em. Mã 161. Đây mọi người, mẹ rồi. Chân váy xòe cho em rồi, xuất sắc rồi này. Xòe nhá, dáng dài luôn này. Đấy mắt chân váy luôn ạ. Co giãn thoải mái luôn cho em, và đây chỉ size SM nhỏ cho em, 45-52 cân mọi người nhá, SM nhỏ cho em này, 45-52 cân mà xinh xuất sắc này luôn, em chỉ 50.000 thôi, cho em mã 82 nhá, 50.000 này, mã 82 cho em, 50.000 mã 82. Ủa em này, xòe mọi người, dáng là chị Thiên Bình, dáng xòe hơi đuôi cá nhẹ phía dưới cho em luôn nhá, hơi đuôi cá nhẹ chút xíu này, em này ở đây thì nào, size M nhỏ cho em rồi, em này size M nhỏ nhá, có co giãn nhẹ này, đấy, eo 68-74 ạ, size M cho em luôn. Eo 6874 mặc xinh nhá. Cho em mã 577 50.000 thôi. Mã 577 cho em 50.000. Mã 577 nhá. Đây công sở tiếp này. Chân váy công sở cho em mọi người nhá. Em này ạ, dành cho chị nào. Đến nào nào. Size M tiếp nhá. Eo 7274 cho em ạ. Size M eo 7274 mặc đẹp này, 50.000. Cho em mã 23 nhá, 50.000 này. Mã 23 cho em 50.000. 23 màu xanh cô ba ôi dồi mọi người. Có hàng cúc dài này, phải rất xinh luôn, thì nó rất là đẹp luôn nhá, hàng cúc ở dài thì dưới này dài đến nhá. Bắp chân luôn ạ. À. Em này ạ, à, dành cho chị nào size S nhỏ và em eo 6264 luôn mọi người nhá. S nhỏ cho em thôi ạ. À. Eo 6264 màu đẹp bên này khoảng 40 đến 44 cân thôi nhá. Eo 6264 này, chốt cho em mã 46 nhá. Mã 46 50.000. Mã 46 cho em. Rồi. Tiếp này. Xinh lắm mọi người, kiểu màu hoa tiêu này. Kiểu màu hoa tiêu cho em nhá. Dáng dài, kiểu màu hoa tiêu cho em. Size M
nhỏ cho em có eo 70 cái đầu nhá. Eo 64 đến 70 đèn này đến mắt chân luôn ạ. Eo 64 70 50.000 chốt cho em mã 653. Mã 653 cho em nhá, 50.000 này, mã 653. Rồi bốn kem trời ơi. Tiếp em dáng xòe cho em người nhá. Dáng xòe tiếp cho em này, dáng dài xòe cho em cặp bán chun ạ, có khô dáng thoải mái. Em này ạ. À. Dành cho chị nào size M cho em người, em này size ML. ML nhá, mắc là 80 cái đầu cho em chị ơi, size ML này, eo 70 đến 80. Chốt cho em mã 136 đấy, 50.000 thôi. Mã 136 cho em 50.000. Chân váy không sợ ạ. Size M cho em nhá, eo 68 70 M nhỏ nha. Eo 68 70 mà đẹp, 50.000 chốt cho em mã 976 đấy, 976 nhá. Chốt cho em mã 976 50.000 thôi, chốt cho em mã 976. Rồi đây chốt xong rồi. Cái này mới là tuyệt phẩm này. Cặp chun ạ, coi thoải mái cho em, size ML cho dập ly nhá, dáng dập ly là toàn bộ này, họa tiết ạ. Cho nó dập ly toàn bộ họa tiết cho em ấy. ML cho em ạ, 50-60 cân bằng đẹp, chị ơi dáng dài dập ly nhá, 50-60 cân bằng đẹp, 50.000 thôi. 50-60 cân này, cho em mã 769 nhá, 769 cho em này, 50.000 thôi. Mã 769 cho chung cân thoải mái nhá. Mã 769 ra trên máy hoa nhí, trời ơi, cái này siêu hot rồi. Vẫn là đang hot mọi người nhá. Chân váy hoa nhí luôn cho em này. Xuất sắc xinh chưa? Vẫn hơi đuôi cá nhẹ đâu mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Em này ạ, dành cho chị nào size M rồi mọi người. Eo 70 7 Eo 70 72 cho em nhá, size M này. Eo 70 72 mặc xinh 50.000. Chốt cho em mã 03 nhá, mã 03 này 50.000. Chốt cho em mã 03 50.000 nhá, mã 03. Đây chân váy hoa đây ạ. Hoa xòe cho em luôn qua gối nhé chị ơi. Vâng, 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 vâng. Size M cho em có eo 70 đến 72 này, size chuẩn M luôn này. Eo 70 72 50.000, chốt cho em mã 831 nhá, 50.000. Mã 831 cho em. 50.000, mã 831 này. Có em váy van rồi ơi. Xong em váy van này, váy van tiếp nhau hủ đuôi cá này xinh chưa? Dáng đuôi cá luôn cho em rất đẹp nhá, size S thôi. Em này khoảng 44 đến 48 cân chuẩn S cho em nhá. Ô chị Đỗ Hương. Váy nhá, hủ đuôi cá này. 1148 cân mặc xinh, em này 50.000 luôn, chốt cho em mã 770 nhá, 50.000 này. Mã 770 cho em, 50.000, mã 770. Chân váy họa tiết cho em, ôi đây, sáng xòe tiếp nhá, họa tiết này. Rất là xinh luôn, hơi đuôi cá nhẹ chút xíu, nên rất là đẹp, dễ mặc này. Cái này size M tiếp nhá, eo 7274 cho em, size M này. Eo 7274 mặc xinh nhá, hơi đuôi cá nhẹ chút xíu luôn, 50.000, chốt cho em. Chốt cho em mã 03 này, 50.000 nhá, mã 03 cho em, 50.000. Không ba trời ơi, xin chào mọi người, xuất sắc lên mẹ đôi đỉnh chưa, đẹp cực kỳ, xuất sắc luôn em này nhá. Màu kem ạ, size S vừa sẽ hơi nhỏ, S nhỏ cho em, em 62 cỡ tư thôi, S nhỏ cho em mọi người ơi, em 62 64 nhá, em này khoảng 42-45 cân cho em này, chốt cho em mã 32 này, 50.000 thôi, mã 32 cho em nhá, 50.000 mã 32, của em xong em chân váy jean này, có chân váy jean mọi người ơi, chân váy jean nhá, có túi hai bên luôn. Xót một cái em nhớ lên nốt, em lên nốt nhé. Chân váy jean này thành hình cho chị nào size L cho em này. Eo 72, 76 cho em nhé, size L, túi hai bên luôn ạ. Eo 72, 76 đẹp 50.000. Chốt cho em mã 142, 142 nhé, 50.000. Chốt cho em mã 142 này, chân váy jean. Nốt lại một cái em này. Đáng dạng, ôi dồi ôi, đẹp trường và xuất sắc nhớ, dài cực kỳ luôn. 831 chị Thiên Bình. Size M cho em nhé, eo 72, 76 size ML này. Eo 7276 đẹp 50.000, chốt cho em mã 417 này. Mã 417 cho em nhá, 50.000, chốt cho em mã 417 ạ. 50.000 nhá, mã 417 cho em. Tiếp ạ, chân váy không sở tiếp cho em nhá, một cái màu nâu xinh luôn. Size L này, eo 7678 ạ, size L nhá. Eo 7678 đẹp cho em 50.000. Chốt cho em mã 1512. 512 eo 7678 nhá. Chân váy dập ly mọi người, dập ly tại bố em này.
biết cho em là một gói tập đi toàn bộ trên luôn nhá. Em này ạ, dành cho chị nào eo từ 87-82 cho em size LXL nhá mọi người. Eo 78-82 đẹp, tập đi toàn bộ thân luôn này, rất xinh luôn. Eo 78-82 chốt cho em mã 772 50.000 này. Chốt cho em mã 772 nhá, chân váy jean còn bà em có chốt mọi người. Đây này, chân váy jean tiếp nhá, còn bà em cho em lên nốt nhá. Size M eo 70-72 cho em size M. Eo 70-72 còn đẹp nhá, 50.000. Cho cho em mã 617 50.000 thôi ạ. 772 chị Nguyễn Thảo. Mã 617 giúp em ơi. Ủa, chân váy nhung rồi. Chân váy nhung nhá. Xòe thì chút sắc này luôn đỉnh lắm mà chân váy nhung cho em ạ. Sang chảnh lắm mọi người, em đi tiệm đúng không? Các sảy luôn mà bạn mọi người đẹp lắm luôn này. Cạp bán chu nhá, con có thể bán luôn cho em. Chân váy nhung luôn đấy ạ. 617 chị Yên Tào. Em này nhá, size S này. Mà rồi này một đường free size cho em, rồi em 6-80 nhá, free size này. Eo 6-80 đều ok luôn. Chốt cho em mã 495 chân váy nhung của sang luôn. Mã 495 cho em 50.000 thôi. Mã 495 nhá, 50.000. Mã 495 cho em nhá. Ủa ơi mày. Trời ơi, nó làm ở đây rồi nhá. Xuất sắc chưa? Đỉnh cực phẩm luôn đấy ạ. Xuất sắc này rồi nhá. Sáng xoe cũng đi chạy luôn này. Em nào thay cho em một chuẩn S luôn này. Eo 66-68 nhá, chuẩn S luôn cho em, rất là chảnh luôn này. Eo 66-68 xinh khoa nhìn khổ luôn, hàng cũng rất là dài luôn nhá. Em này 60.000 thôi, chốt cho em mã 119 nhá, 60.000. Mã 119 cho em, nhanh tay em này đẹp lắm luôn, cái duy nhất không còn nhiều ạ, mã 119 cho em. Có mọi người có váy công sở đen lên nốt nhá. Đây, công sở đen màu đen này. Công sở màu đen nhá. Em này dành cho chị nào size M cho em này, eo 70-74 nhá, chuẩn màu lưng có giãn nhẹ này. Đấy, eo 70-74 còn đẹp nhá, 50.000, màu đen. Chốt cho em mã 18 50.000 nhá. Mã 18 cho em 50.000. Đây, công sở tiếp nhá mọi người. Chân váy công sở tiếp này, chỉ 50.000 thôi. Size ML eo 74-76 cho em size ML này. Eo 74-76 còn đẹp nhá, 50.000. Chốt cho em mã 32. Mã 32 này, 50.000. Mã 32 chốt cho em nhá. Chân váy thô rồi. Của em chân váy thô nhá. Có túi hai bên luôn cho em này. Đó, chân váy thô có túi hai bên. Em này ạ, dành cho chị nào eo từ 76-78 cho em nhá, size ML này mọi người. Eo 76-78 nhá, ML em này 50.000 thôi, có túi hai bên này. 112 chị Đỗ Hương. 7-6-7-8 nhá. Chốt cho em mã 601 50.000 thôi. Mã 601 giúp em 50.000. Đây, túi hai bên tiếp này, chân váy jean rồi. Sau chân váy jean cũng còn một em này. Đó duy nhất nhá, của cuối cùng đây ạ. Size S cho em, eo 66-68 nhá, chuẩn S luôn. Eo 66-68 còn đẹp, chân váy jean của em cuối cùng nhá, 50.000 thôi. Chốt cho em mã 933 size S này. Mã 933 cho em 50.000 nhá, mã 933. Đây, chân váy xòe à. Có xanh thêm này đấy, mình thấy rất xinh không? Xanh minh nhẹ nhàng nhá, có chu có giãn nhẹ cho em ở hai bên. Size M này, eo 70-76 cho em xòe nhẹ nhàng, còn có giãn nhẹ nhá. Eo 70-76 còn đẹp, 50.000 thôi. Chốt cho em mã 77 này. Mã 77 cho em nhá, 50.000. Mã 77. Mã 77 nhá, 50.000. Khoảng khúc ở hai bên này. Khúc ở rất xinh cho em, rất đẹp màu kem này. Em này ạ, à, dành cho chị nào nhá. Eo từ 64-68 cho em này. Size S mọi người. Eo 64-68 còn đẹp nhá, 50.000 thôi. Chốt cho em mã 990 này, 50.000. Mã 990 cho em, 50.000 thôi. Mã 990 nhá. Công sở tiếp bạn của em size S đi cho em. Của em 66-68 này, chuẩn S luôn nhá. Công sở size S cho em. Đây. Eo 66-68 ạ, 50.000. Chốt cho em mã 697 nhá. 697 cho em 50.000 này. Chốt cho em mã 697. Xin cảm ơn xuất sắc để cho vạt chéo cho em nhá. Vạt chéo này đỉnh cho, xinh chưa? Màu hồng, hồng nút nhá. Đấy, có túi đằng sau này. Xinh chưa? Nhìn nó như một chiếc quần jean nữa mọi người, rất xinh luôn cho em. Cạp bà chua của con rất thoải mái luôn. 990 chị Vân Phan. Màu hồng nút nhá, em này ạ. Con ra nhẹ cho em size S luôn. SM thì đâu em, size SM cho em nhá. Em này khoảng eo 62-76 cho em luôn. SM này cũng được ạ. Eo 62-76
tay luôn. Mã 888 cho em này, cho em mã 888 nhá, 50.000. Mã 888 cho em. Đây trên máy xòe ạ. À. Em chung có thể mã cho em size M chị ơi, khoảng eo 64 đến 72 cho em nhé, M. Eo 64 72 mà đẹp này. Em này 50.000 thôi, cho em mã 425 nhá, dáng xòe thì bắp chân ạ. À. Mã 425 cho em 50.000 này. Mã 425 50.000. Tiếp vào chân váy ạ, à. Út chỉ cho em màu đen nhé, để bắp chân này. Size M chị ơi, eo 72 đến 76 cho em này, size M nhá. Eo 72 76 còn đẹp nhá, có giá nhẹ chút xíu này, eo 72 76 50.000 thôi. Cho em mã 850 nhá, 50.000 này. Mã 850 cho em. Tiếp bạn của em màu kem. Chân váy nhá, màu sẽ cho em của eo 66 đến 68 đây, màu kem nhá, sẽ eo 66 68 là chữ A. Eo 66 68 nhá, 50.000 thôi. Chốt cho em mã 118 này, 50.000 nhá. Mã 118 cho em 50.000. Mã 118. Đây, không sợ tiếp không chị ơi. Rất là xinh này, và chéo luôn nhá. Eo 64 66 của em nhỏ, em khoảng 42 đến 45 cân thôi, em nhỏ thôi nhá. Eo 64 66 cho em, xinh chưa? Mọi người nhìn cách điệu, nhìn cách điệu này, đẹp lắm luôn. Cách điệu chút xíu nhá. Cho em mã 750 này, 50.000 nhá. Mã 750 cho em 50.000, mã 750. Đây nô em, đây lúc này rồi. Dáng xòe cho em xinh chưa? Dáng xòe cho em rất là nhẹ và bay luôn nhá, rất là vang, rất là nhẹ và bay luôn này. Em này ạ, dành cho chị nào nhá, eo từ 70 72 cho em này, eo 70 72 đẹp nhá. Eo 78 cho chị Vân Phan. Eo 70 72 đẹp xinh lắm không rồi. Chốt cho em mã 33 nhá. Mã 33 này. 50.000 thôi, mã 33 cho em. Rồi, cái nhẹ bằng sướng lắm luôn, bay cực kỳ luôn nhá. Mã 33 cho em. Nốt một của em đen này. Eo 70 eo 72 76 cho em size M, cũng chỉ một đen đến bắp chân luôn nhá. Eo 72 76 50.000. Chốt cho em mã 423. Mã 423 cho em nhá, 50.000 này. Chốt cho em mã 423. Đây mà tặng giả rồi. Giá giả đến mắt chân lông cho em xuất sắc ăn này rồi. Đỉnh chua. Đây, cái mắt chân lông cho em rất dài luôn nhá. Em này ạ, à, dành cho chị nào size S cho em chuẩn S luôn nhá. Eo 66 đến 68 em chuẩn S luôn này. Eo 66 68 con đẹp. Chốt cho em mã 10 này, 50.000 thôi. Mã 10 cho em rồi, 50.000 nhá. Mã 10. Cái nốt em cuối rồi nghỉ đi nhá. Còn nốt em này thôi này. Size M cho em này. Eo 76872 cho em size M nhỏ nhá. Eo 6872 mà xinh nó một tí hàng cúc già đây này, xinh chưa, xịn sò đây này. Đấy, đẹp xuất sắc luôn nhá. Eo 6872 chốt cho em mã 639 này, 50.000 thôi. Mã 639 cho em nhá mọi người. Mã 639 nhá. Một kem cho em nữa, xinh chưa. Tại mắt chân luôn nhá, đẹp cực kỳ, màu bằng kem mặc phố sơ mi trắng, à sơ mi hoa cho em đẹp xuất sắc luôn. Sơ mi hoa tối màu ấy đẹp lắm luôn này. Còn xem phải bé rồi, set bé cho em thôi. Eo 6466 nhá, một kem set bé cho em thôi ạ. Eo 6466 màu xinh nhá, em này 50.000 rồi này. Thôi cho em mã 65, em khoảng 42 45 cân đấy. Đẹp lắm luôn này. Mã 65 cho em nhá, 50.000 nhá. 65 cho em. Còn mọi người em xin phép nghỉ, em sẽ xin phép xuống like nhá, hẹn mọi người vào tối nay nhá. Hôm nay có like không anh? Thế mọi người tối nay em sẽ lên đọc phát mọi người, đọc phát tổng hợp nhé. Chị biết xuống ai đi ạ. Bye bye mọi người. Thế là các chị hẹn mọi người tối nay nhé. Chào tất cả các chị ạ.